Rồi, chào toàn thể các bác nhé. Thì trong clip này giới thiệu tới các bác một cái đầu DAC, đầu giải mã của Viettel KTV DA9S các bác nhé. Viettel KTV là một cái thương hiệu về lĩnh vực âm thanh rất là nổi tiếng, rất là nhiều bác biết này. Đấy, con này thì giải mã là 24 bit, chuẩn Bluetooth 5.0 này, AUX này, đấy, nhạc 3D, USB này, đấy, có cả các cặp tai nghe rất là hay. Bây giờ em sẽ mở hộp con này ra. Đây, thì bên trong nó sẽ gồm nhà sản xuất họ sẽ tặng kèm một cái dây quang học các bác nhé, dây quang học này. Đấy, dây quang học dài 1 mét, dây AV để các bác kết nối xuống vang, vang số. Còn cái dây quang học này các bác có thể kết nối từ TV thông minh vào cái đầu DAC này nhé. Hai cái đôi pin để cho điều khiển. Đấy, cái này thì có cả điều khiển này các bạn này. Đấy, điều khiển. Tí nữa em sẽ giới thiệu một vài chức năng trên cái con điều khiển này. Đấy, bỏ qua một bên đã. Anten Bluetooth này và cái dây cấp nguồn. Đấy, dây cấp nguồn là chuẩn là Type C. Đây. Đấy, đời mới nhất bây giờ. Đấy, thì ở đây cái con nhân vật chính của chúng ta này. Đây đầu Viettel KTV. Đầu DAC này DA9S. Đấy, rất là nhỏ gọn các bạn. Đấy, cái hệ này thì thích hợp cho các bác là ghép thêm vào con vang khi mà nhà mình đã có vang số ấy. Đấy, mà không thể chỉnh được ấy. Có thể chơi cái hệ này. Đấy, hoặc là muốn cải thiện chất lượng nhạc. Đấy, chất lượng nhạc từ TV xuống. Đấy, hoặc là từ điện thoại vào thì có thể nghiên cứu thêm cái hệ này. Đấy, DAC này, đầu giải mã này, tín hiệu số. Đây là mặt trước của nó nha các bác nhá. USB này. Bây giờ điều khiển này, USB. Đây là tai nghe, ra cắm tai nghe. Và con này thì có một cái hay là nó có thể chỉnh được âm lượng ngay trên đây các bác nhá. Đấy, rất là hay. Đấy. Khi mà các bác nghe nhạc muốn to nhỏ đấy, có chỉ chỉnh được âm lượng ngay trên này. Chiếc này là chiếc áp vô cực các bác nhá. Bạn xoay thoải mái. Đây thì nó có một vài cái phím chức năng cơ bản này. Cái chế độ 3D này là cái chế độ nghe nhạc 3D, âm thanh vòm rất là hay các bác ạ. Giống như các là âm ly Arirang ngày xưa đấy các bác. Chế độ 3D lock led này. Đấy, input này. Input thì cái này sẽ là để chọn các tín hiệu nhạc vào, chọn cổng nhạc vào. Đấy, nó có rất nhiều cổng. Đấy, còn cái này là chuyển bài dành cho ba cái phím này thì là chuyển bài dành cho hệ Bluetooth nhé. Đấy, USB nhé các bác nhé. Đấy, chuyển bài này. Nó sẽ có đầy đủ các đèn để báo hiệu trên này. Đây mặt sau này. À, con này nguồn 5V các bạn. Đấy. Made in China. Mặt sau này, đấy mặt sau các bác để ý rất là nhiều các cổng kết nối tín hiệu nhập vào. Đấy. Rất là đa dạng. Đây sẽ là Bluetooth này, anten Bluetooth, cổng quang, cổng cáp đồng trục của Siwan và bông sen sẽ là đầu ra nhé. Đấy. Đầu vào của AUX này. Đấy. Thì khi mà các bác kết nối thì bác có thể cắm cái đường quang học này này từ cái TV đằng sau cái TV thông minh của mình ấy vào đây vào cái đường optical này đấy và nó sẽ giải mã ra hai cái đường bông sen này và các bác dùng cái jack này đấy, để cắm xuống con vang số cắm xuống input vang số nhà mình hệ vang nhà mình đấy. Hoặc là bác có thể bắt Bluetooth và cũng đấu nối hai cái đường này vào con vang nhà mình nha. Đấy, vang hoặc âm ly nhà mình. Đây là cái jack nguồn Type C 5V. Đấy. Cái hệ này thì nó cải thiện chất lượng nhạc rất là tốt được các bạn. Đấy. Mà giá thì nó sẽ rẻ hơn tiếng rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ có đầy đủ các cổng là Bluetooth, cáp đồng trục và cổng quang. Đấy, rất là đầy đủ nha. Giá dễ chơi. Công khai luôn con này là giá 800.000 các bác nhé. 800.000 cho một bộ này. Rất là nhiều cái tính năng thông minh. Đấy, bắt nhạc Bluetooth, giải mã 24 bit. Có chế độ nghe 3D. Đây này các bác xem cái điều khiển của nó đây. Đấy, cái remote của nó này rất nhiều cái hay. Con này thì sẽ chỉnh được bát chép ở trên cái đầu giải mã này nha. Đấy, chỉnh tín hiệu chỉnh cái giải âm thanh đầu vào đấy các bác. Đấy, nhạc từ TV xuống ấy, các bác có thể can thiệp vào bát chép. Đấy đây. Cắt chỉnh ngay trên này. Đấy, bát chép. Âm lượng này.
giảm lượng chuyến vào, chuyến bài đấy, và có các phím để chúng ta chọn đầu vào này. OPT là cổng quang này các bạn này, AUX này. Đấy, AUX là cái jack 3.5 đấy, USB và cổng Cosy-1. Đấy. Thì ở đây này, nó có chế độ on off dành cho chế độ 3D, nghe 3D lốc led này các bạn này, rất là hay. Đấy, và cầm tiếng. Đấy, các điều cái điều khiển remote này nhỏ gọn nhưng mà rất là đầy đủ tính năng luôn nha. Đấy, rất là hay. Đấy, nhưng bác nào mà thích nghịch ngợm thì có thể nghiên cứu thêm cái bộ này. Đấy, chỉnh chọn ngậm ngay trên tín hiệu từ nhà vào nhà mình. Đấy, và cải thiện chất lượng nhạc khi mà từ TV xuống. Đấy, rất là hay, rất là thú vị, giá 800.000 các bác nhá. Đấy, rất là cao cấp. Đó, các bác xem cái trần răng mạ vàng rất là đẹp. Đấy, Bluetooth. Đấy, kết nối không dây tiện lợi, đỡ phải dây dợ lằng nhằng. Đấy, rất là hay. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ Zalo cho em nhé, 0333 527 331. Rồi, xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.